nghe hôn trinh đơn nhị cơ đà to tên. Từ hồng đầu khăn em quay ngựa trở về đây. Giữa pháp trường các bụi gió mịt mờ bay. Quân đang bao phủ sắp ra tay hành quy. Hải quan đừng giết quan một chân hào kiệt khải. Nghe lời anh mà đành đủ với ra thành. Thôi một lưỡi gươm thiên đã giết phát mạng anh nùng. Trên dòng sông này và trên cái tuyến đường này, người ta lại bắt gặp hình ảnh một ông cụ già lầm lũi lặng lẽ vớt những cái chai nhựa trên cái dòng sông. Đó là ông Tư. Và ngày hôm nay thì cái cuộc sống của ông Tư đã đổi khác. Ông Tư lại có cho mình một cái chiếc ghe mới. Ông Tư đã là gặp được người thân sau hơn 31 năm xa cách. Hôm nay các anh em quay trở lại đây để cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại của ông Tư cho cô bác quý anh chị xem. Cũng như là niềm vui của ông Tư sau khi nhận được ghe mới như thế nào. Đồng thời thay mặt cho Mạnh Thường Quân từ kênh Đạt Đồng Tháp á, thì tặng cho ông một số nhu cầu, nhu yếu phẩm như những cái vật dụng thiết yếu như là gối, chiếu. Và thay mặt cho anh Lập là một Mạnh Thường Quân ngay tại Bình Dương đã trao cho ông một phần quà 1 triệu đồng hiện kim. Mặc dù là các anh em á, cũng đã ngưng nhận số tiền hỗ trợ, nhưng mà anh có chia sẻ rằng á, anh giống như ông, giống như là người ba của mình, người ba thứ hai của mình, và muốn được trợ duyên cho ông Tư. Nên là đỡ là các anh em sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem về clip này nha. Con chào ông Tư ha. Dạ. Hôm nay là được đi trên một cái chiếc ghe mới rồi. Con chào ông Tư. Cái cảm giác, cái cảm giác của ông như thế nào? Cảm giác thấy là vui vẻ, mà bữa nay cô bác thấy là bơi ghe lạ là chúc mừng cho bác luôn. Từ lớn đến nhỏ. Dạ. Cũng cười hớn hở nói vậy là chú có với bác có quy tính rồi đó, là được vậy là bác thấy cuộc đời bác tặng chưa hư cái vụ ghe này nữa. Bác cũng ngon rồi. Tối ngủ được không Tư? Được. Ngủ được hả? Được, mà cũng có chút các em ngủ đầu hôm bị buồn ngủ quá thì ngủ được chút. Dạ. Chút cái thức dậy cái nấu gói cháo ăn. Cháu ăn cái nằm mơ được chút cái đầu sau nghe gà gáy chú bắt là vô nghe cả lương là biết cái chập cả lương thấy xa thấy sao là 2:30 rồi thôi nấu mình trà châm ra rồi chút ngủ cúng và cậu đồ cái đầu để lâu lâu hồi cái bệnh ngủ ngồi có chút thấy sáng. Chiếc ghe mới này nè ông Tư bơ thấy làm sao, thấy cảm nhận thấy làm sao? Thì nó cũng nhẹ nhưng mà cũng chưa có ấy bị gì, không có bánh lái, nó đảo quá trời đảo rồi. Chắc chữ như mới, ông Tư cũng chưa quen được cái ghe. Trời ơi, tôi đi đi ghe là mấy chục năm rồi, ra chiếc nào tôi bơi cũng được chứ. Nhưng mà vì mình ngồi trước mũi mình bơi là cái lái nó hỏng. Nếu như vậy mình có cần làm bánh lái không? Phải cần chứ, không cần nó đảo thì mình đâu có tránh mấy cái ghe bự đồ được. Chứ ghe ra khi mình đến lũi vô đây mình vớt cái chai đi rồi chụp nó quéo cái lái vô trước thì rồi cây nó chọt cái thì rồi cũng có thông chứ không có làm gì được chứ. Có ghe rồi nhưng mà vẫn còn lo là tối chú Tư này ngủ ngon giấc là không phải thức giấc để tắt nước ghe ra nữa hết chú Tư? Thức nhưng mà không có tắt nước cũng là quá vui quá mừng. Hôm nay thì ông đi vớt được nhiều hơn không? Vớt được nhiều nè, rồi cái cô bên đó nó cho được nhiêu trong bao nữa đó. Có chiếc ghe mới hên rồi, chắc rất nhiều rồi. Hôm nay là có ai mừng gỡ với lại chiếc ghe của ông Tư không? Có ai thấy lạ lạ không? Thấy lạ đó, bơi là dòm mà không biết ai bị đội cái nón này rồi đội cái nón lá cái nữa. Tưởng đâu ông lão bán hàng không chứ đâu phải ông lão với vớt ghe chai. Tới chừng dòm kỹ lại thấy tôi bơi cái dòm này là bể xứ này thì chỉ tôi chế tạo dòm này tôi bơi thôi. Thành ra ấy. Chút đi, có gì không? Trời thấy ông bơi ghe là lạ không, không đổi nón giờ không kỹ ông nữa. Chắc người ta nghĩ là trên con kinh này bữa nay thêm ông lão nào vớt ghe chai nữa. Tưởng đâu có ông nào cạnh tranh với ông Tư nữa chứ.
Lấy cái nón đậu lên đi, tư quá nắng rồi, đậu nón lên đi. Mấy chú không đổi. Không được rồi. Sáng nay ông tư ăn cơm với gì? Thì ăn thịt bữa hôm mấy chú cho đó. Còn? Còn. Ồ sao ăn lâu vậy? Thì ăn cũng cỡ ngày mấy nữa. Nhín ông Tư kéo cái ghế nó tới đi, thấy ông Tư ngồi cung cung nó nghe. Coi tụi con đang thắc mắc nè, Tết thì ông Tư đón Tết sao? Tết nay đón Tết thì chắc vui hơn mỗi năm. Mỗi năm ông Tư đón Tết như thế nào? Thì có đã cũng mua miếng thịt nhỏ nhỏ vậy, nửa ký lô vậy, đầu được cái mua con cá, con kho vậy, cái đầu cái một cái bí gì đó, rồi một cái canh, cá kho vậy. Con không biết là ông Tư rước ông bà thì sao? Hả? Rước ông bà á? Thì rước ông bà ấy cúng bà cậu thì bánh dạ. Ở chân vậy sao ông Tư đi được? Hả? Cái chân vậy sao ông Tư đi mua đồ được? Bể nhờ đậu ở đây nè. Nó chạy khác lộ vậy đó. Bởi vô đập ở đó. Rồi Tết ông Tư đón Tết sao? Thì cũng có lại gậy, cũng lại gai vậy chứ giờ cũng nên rồi giờ duyên lý có tiền đi rồi cũng đâu có mua đồ gì nhiều được nữa, rồi mình đâu có lên mời bè bạn hay gì, nội bè bạn nó rủ mình không thì cũng muốn chết rồi chứ có đâu mà rủ. Mốt nè thì ngày mốt cũng tới đưa ông Táo rồi nè, ông Tư định đưa ông Táo trên chiếc ghe của mình luôn không? Được vậy. Dạ chú biết con hả? Chào chú. Có đeo giỏi chịu ẩu không gài thấy? Dạ thấy thương ông Tư không? Thấy. Thì, một mình buồn ông Tư phải năm như tôi nói là chú để giờ một năm đi mà chừng nửa chị thôi không uống mà ngã xuống gặp thằng em kết nghĩa đó, nó gặp bơi chú rồi thì nó trực tiếp nó đón rồi. Chú mưa lạnh lẽo quá hả chú Tư? Cái này nè yeah. Còn cái phía sau thì tôi dở cái mui tôi đó, tôi coi theo thời định của mình lấy tên nữa tôi đóng cái chào luôn. Dạ dạ. Hạnh phúc rồi, bây giờ có ghe mới rồi à. Có nhiều người được quan tâm đến ông Tư hơn, gặp được con cháu nữa. Bây giờ bữa nay có thằng chay lên nữa. Ủa vậy hả? Ủa sao ông Tư biết? Nãy Hường điện. Dạ? Rồi sáng Hường có điện. Rồi ông Tư nghe cái tin đó ông Tư vui không? Quá vui luôn, được mất con. Mà nghe điện là chưa biết ai nữa, bắt lên thì số điện của nó. Rồi bắt đầu hỏi cảm ơn, dạ con cha ơi, hỏi cha ăn gì sáng chưa, nói, chưa. Hỏi cha giờ chưa ăn làm gì, nói, cha đưa nút cơm. Nói vậy cha nút cơm đi, con ăn cơm rồi con với thân lên. Rồi cha chờ. Cha chờ. Chú nhận được cuộc gọi từ con của chú thì trong vòng gần 40 năm nay. Mới thấy được mặt con rồi quá mà lại thêm tưởng con nữa là một mình chứ nữa nghe mà đặt này đã chạy lắm rồi chạy chạy đấu trước rồi mới đó bà con. Thì nó bằng chất liệu nhựa, nó nhẹ nên nó còn nổi, nó sống đánh khi mà đồ đầy là nó đậm mà nó sống đánh so với cái ghe cũ của ông Tư thì nó nhỏ cũng chưa quen. Dạ không để bởi tôi đi ghe tôi biết cái vỏ tàu như cái vỏ vậy mà cứ ngồi và nhổng lái rồi thì nó đảo bằng dữ lắm mà nó đảo không bằng cái này. Để mai mốt ông Tư chất đồ ở đằng sau nhiều hơn tí. Trời đằng sau gạo thóc đồ đã cái chất rồi sao không đó. Dạ đằng trước này chỉ chờ là làm cái sạp lại cái rồi bắt đầu là làm cái bửng ngang đây thì cho nó vô đây. Dạ vô đây rồi nước nó chảy dơ giấy rồi lau chùi cuốn hôi áo mà cánh của ngào cái bẩn ngang con tụi con nghe ông Tư hát hay mà ông Tư hát không tặng cho tụi con nghe bài nào buồn ghê chứ có ruột đâu vậy hát câu đó. Một gì đó câu gì đó câu vậy đó làm câu thứ hai ông Tư dài chữ vậy đó dài chữ có chịu không bữa nay có vui vẻ để hát tặng cho tụi con không? Thì thuộc như là làm như mà chắc không hết một câu á. Không cần đâu. Nghe dòng sông mà nghe dòng cổ là nhất nách luôn. Mà phải lối trước mới được. Dạ mà ông Tư. Dạ.
nghe hôn trinh đơn nhị cơ đà to tên. Từ Hồng Đào khăn em quay ngựa trở về đây. Giữa pháp trường các bụi gió mịt mờ bay. Quân đang bao phủ sắp ra tay hành quyết. Hải quan đừng giết quan một chân hào kiệt cãi. Nghe lời anh mà đành đủ với ra thành. Thôi một lưỡi gươm thiên đã giết phát mạng anh nùng. Còn gì nữa đâu, cuộc đời anh ngang dọc cho gõ. Mặt núi sông, mặt núi sông. Nhớ năm xưa. À, con biết ông Tư á, cái bài đó là bài Tần Quỳnh khóc bạn. Ừ. À đúng không? Con cũng biết bài đó, ngày xưa mà bài đó là Diệu Hiền hát là nhất nách luôn. Trời ơi, tôi hát là nó đẹp rồi đó, là chơi còn thanh niên đó là trong cái băng 6 thằng với 4 cô gái. Mà đóng tiệc là thôi là mời chúng tôi lại là khỏi cúng gì cho như thế là ăn uống rồi. Cái này phải gọi một cái câu á là ông Tư. Ông Tư là có nghề mà giấu, hát hay mà không chịu thể hiện. Chắc có lẽ là cái sân khấu của ông Tư á bây giờ nó khác rồi. Nên là đỡ ông Tư không muốn hát nữa. Và ông Tư nói cái câu đó thì con bây giờ con hiểu được rằng á, ngày xưa khi mà còn đương thời trai trẻ như tụi con gì nè. Ông Tư rất là nhiều bạn gái luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì đến cái tuổi 70 mấy này rồi mà cái hơi, cái làn hơi của ông Tư á, cái giai điệu luyến lái của ông Tư thì cực kỳ độc đáo. Phải nói là cực kỳ độc đáo. Mặc dù là cái chất hơi nó không còn đầy nữa. Yeah. Nhưng mà cái luyến lái trong cái con chữ, cái nhã chữ của ông Tư thì phải nói là sâu dấp. Cảm ơn chú. Không, mà cái đó tại vì con biết được rằng là ông Tư hát rất hay. Nhưng mà tại vì cái tâm trạng á, những ngày trước là cái tâm trạng của ông Tư á, nó kiểu là chưa có được vui, nên ông Tư chưa có thể hiện được cái lời bài hát, không đủ tâm trạng để mà mình cất tiếng hát lên. Yeah. Hôm nay thì vui, cái thanh quản nó nở ra rồi thì hát nó hay hơn. Không phải là bài đó đâu mà ông Tư có thể thuộc cái bài mà Trụ Vương Thiêu Mình nữa kìa, đúng không? Yeah. Ông Tư nhớ biết cái bài Trụ Vương Thiêu Mình không? Vua nước sở đó hả? Vua nước sở là cái bài đó là Lòng Dạ Đàn Bà. Còn Trụ Vương Thiêu Mình là ông vua ổng sống ác quá rồi ổng tự sát luôn á. Tự sát cũng đốt lửa lên luôn. Nhắc cho ông Tư nhớ. Cái người nghệ sĩ mà khi mà nghe nói nhà hát ca là tự nhiên thích à. Đâu quá rồi, tôi nói tôi bỏ cái tự quên cây chú. Nhưng mà cái ngày xưa là cái bài nào mà người ta mê ông Tư nhất? Giờ quên cái nữa, trời đó là bài ca rung một bụng đó. Cũng dám chấp nhận là ca sáng đêm đó, là cô gái nào muốn ca chung là ca, muốn ca độc thân là ca đó. À. Nhưng mà phải có một bài ấn tượng nhất mà ông Tư sẽ gọi là bài ruột, bài tủ. Mà giờ nó quên hết trơn, chú ơi, quên tựa rồi, nó quên dụng cổ, quên nhạc gì chứ. Thật ra cái miền Tây của mình á, sống với cái cảnh sông nước này nè, mỗi khi mà chèo thuyền, chèo đò á, mỗi khi mà bơi đi qua nhà này nhà kia chơi á thì cái lời ca tiếng hát giọng cổ nó cất lên, với lại cái sóng dập dờn á. Yeah. Nó làm cho con người của người ta nó dễ thoải mái lắm, và đó là một cái hình thức giải trí ở miền Tây của mình, nó riêng và miền Nam nói chung. Con thì thích giọng cổ lắm nhưng mà con hát không được. Trời ơi, đó bạn là hai đứa giận nhau rồi mái tóc người thương rồi cái thân nhà gác trọ rồi Nhưng mà ngày xưa ông Tư thường hay hát điệu gì nhất? Giọng Kim Lan hay là thuộc mấy cái điệu đó không? Phụng Hoàng nghe Lý đồ á? Phụng Hoàng, Trí Thi, Thân Tình. Ồ. Bây giờ ông Tư cũng vẫn còn nghe trên la vô hả? Nghe la vô. Tại vì hồi nãy ông Tư ông nói mớ mở lên mà nghe cải lương mà, cái chất nghệ sĩ mà. Mà người ta nói gì nè, người ta nói là nghệ sĩ á thì thường khổ là gọi là cái kiếp cầm ca. Kiếp cầm ca. Dạ, thường sau này lớn tuổi khổ vì đa tình đa sầu đa cảm. Đúng không Tư? Dạ.
từ đó cái ghe nhỏ, bây giờ cái mùng thì giờ kể mình cắn xuống dưới mình lên ngủ mà có bao nhiêu. Cũng có cái mùng nhỏ không Tư, nó có gách gì không? Không. Nói vậy thôi chứ thì nãy giờ ông Tư cũng tặng tụi con một bài hát á. Dạ. Thì hôm nay tụi con đến đây thì dạ, cũng tặng lại ông Tư một số quà. Dạ. Cũng thay mặt Mạnh Thường Quân mua cho ông Tư. Dạ. Con có mua cho ông Tư là mùng mền chiếu gói nè. Dạ, cũng vậy cảm ơn là ba chú và các trong cái đội Mạnh Thường Quân của các chú với cô bác ông bà. Thì hôm nay chú đi ghe mới thì thì cái gì cũng mới à? Cái gì cũng mới cho anh một chú mùng chiếu gói, bốn thứ đủ đồng bộ để ông Tư ngủ cho nó mới hết. Dạ. Ăn Tết mới luôn. Mình cũng sắp sửa thêm tuổi mới luôn ha chú Tư. Dạ. Thì cái nào gách á thì con thấy chú Tư hình như là quắn mấy cái bao. À, mình vô bao. Kết thúc đi. Cầm đây cậu kết thúc cầm cái máy. Khoa. Đẩu qua tay kia. Chị. Đi qua tay kia đi, cầm hai máy vậy đi. Đầu chữ Y hả? Đầu chữ Y thì ở bên kia, đầu chữ Y bên kia. Rồi chị quay ngược lại cho. À, ông ngủ không? Ông quay ơi, kêu chạy xuống. Cậu chữ Y chạy xuống. Dạ dạ để hộ chị cho anh ta. Rồi ông Tư ngủ là có cái gói lót đầu ngủ không? Không thì quấn cái bao đó đó. Nó con thấy có cái bao quấn trong đó đó. Bởi vậy con thấy nè, con mới mua dài. Con mua cho ông Tư cái gói nè. Dạ. Với cái mền mùng chiếu luôn, trọn canh theo kích cỡ của chiếc ghe của ông Tư luôn. Dạ. Thì chiều ông Tư có sắp xếp lại đó cái chỗ ngủ cho nó thẳng giò, nó rộng rãi ra đằng ông Tư ngủ cho nó thoải mái thẳng giấc. Dạ, chiều lợp cái phía sau rồi mới cho đồ bớt lại sau chút nữa. Dạ. Ra nó mới rộng mới chống được. Thì con hôm nay con với Bùi Hồ với Út Đồng Tháp tới đây á cũng trao lại thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Dạ. Mấy bữa thì con cũng sợ ông Tư giữ tiền nhiều trên ghe thì cũng sợ có chuyện xấu đến với ông Tư nên không nhận, nhưng mà mấy anh cũng muốn gửi một cái tấm lòng cho ông Tư. Dạ. Mua cho ông Tư một số vật dụng thì con nhận Mạnh Thường Quân của con á là anh Tiến Đức gửi cho ông Tư 200 và chị Thủy Sài Gòn gửi cho ông Tư 500. Yeah. Thì sáng con mua mùng mền chiếu gói cho ông Tư nè. Yeah. Là 200 250 nè. 250. Yeah. Là của ông Tư còn lại 450, con sẽ trao cho ông Tư 500 luôn. Yeah. Con gửi cho ông Tư luôn 500. Dạ yeah, tôi cảm ơn và mấy cái chú mà với mấy cô cho để tặng cho tôi, rồi chú nhận mua đồ giùm cho tôi cũng rất cảm ơn và ba chú và mấy chú mấy cô kia luôn. Có tấm lòng thương những người cao tuổi rồi. Để cho con gửi 500. À, cao tuổi với cũng lương xóm trên cái người nghèo cái nữa, cao tuổi mà người nghèo rồi cắn đi không được. Cũng cảm ơn. Yeah. Ngồi gác rồi mà nó có rất là nhiều người điện con nên khuyên ông Tư á cố gắng cử động cái chân mình nhường lên. Cử động lắm là ngồi gác rồi mà nó rung cái việc kia nè. Nó rung vậy đó. Ông Tư bơi chứ bằng cái dầm không? Ông Tư có thọt cái giò xuống bơi gì được không ông Tư? Có chứ. Bữa khi đứng vịn cái mũi nè, cũng nhún nhảy bẻ giò, bẻ cẩm rồi mà rồi bốp, nhìn lúng chân mà nó cũng vậy à. Yeah. Ai gần giò cứ gắt tối ngày gắt đêm vậy đó. Mà bằng đêm nó lạnh. Ủa ông Tư có một người con nuôi ở Bình Dương hay sao con không biết? Đâu có. Có không? Không chứ không có nói là. Ủa ông Tư có một người con nuôi ở Bình Dương hả? Không có. Ủa sao người ta nói có ta? Có giấu con không? Trời ơi giấu ai trời. Nói chơi với ông Tư á, người ta gặp ông Tư người ta thương. Dạ. Cái anh này á, con không có muốn nhận tiền nhưng mà anh này anh nói gặp ông Tư giống như cha nuôi á, anh tên Lập ở Bình Dương, gửi cho ông Tư 1 triệu để ông Tư ăn Tết. Anh nói là em phải nhận cho anh. Thì hôm qua mới chuyển khoản hồi tối luôn, bây giờ con gửi cho ông. Dạ. Hồi đây đêm hôm cái chú nói đó là cũng có điện tôi. À. Chú đưa con. Dạ. Rồi bây giờ thôi như thế này nè, cũng dạ. Bây giờ chị Hường với lại con ruột của ông Tư cũng đã tới rồi. Dạ. Bây giờ chắc có lẽ là sẽ có thêm một cái niềm vui bất ngờ. Dạ. Để cho ông Tư. Rồi, xin cảm ơn anh Lập và tất cả các Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ. Chú thấy con